tại tỉnh Bình Dương, trong ngày 17 tháng 6, Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tiến hành xác minh, tìm kiếm một nam thanh niên chưa rõ tung tích sau khi chạy xe máy lao xuống kênh. Khoảng 22 giờ 30 phút khuya 16 tháng 6, người dân nhìn thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ rất nhanh trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Sau đó, cả người và xe mất lái lao xuống con kênh gian đường ở độ cao khoảng 5 mét. Khi người dân chạy tới thì chỉ thấy chiếc xe máy nằm dưới kênh, còn nam thanh niên kia thì không thấy đâu. Hiện trường còn có một đôi dép. Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân đã tổ chức mở rộng tìm kiếm các khu vực dọc con kênh nhưng không có kết quả. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã đưa chiếc xe máy lên khỏi kênh. Hiện đơn vị này đang xác minh để làm rõ vụ việc.